Phương xin kính chào quý vị đến với bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng Euro đã tuyên bố chấp thuận cuối cùng cho gói cứu trợ thứ hai cho Hy Lạp vào hôm thứ Hai và chuyển mục tiêu quan tâm của họ sang phía Tây Ban Nha và yêu cầu quốc gia này nhắm một mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách khó khăn hơn trong năm nay để có thể đạt được trở lại mục tiêu trong năm 2013. Hy Lạp, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nợ của khối đồng tiền chung, đã hoán đổi các trái phiếu do các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ vào cuối tuần qua với các trái phiếu mới dài hạn hơn với ít hơn một nửa giá trị chính thức. Chương trình này đã giúp cho Hy Lạp cắt giảm hơn 100 tỷ euro của khoản nợ công khổng lồ. Việc trao đổi đã mở đường cho các bộ trưởng khu vực đồng euro tuyên bố sự phê duyệt chính trị cuối cùng cho một khoản cho vay cứu trợ 130 tỷ euro nhằm mục đích để tài trợ cho Athens cho đến năm 2014. Quyết định này sẽ được chính thức hóa bởi các giới chức cơ sở vào ngày thứ Tư. Nhờ chương trình hoán đổi trái phiếu, khoản nợ công của Hy Lạp sẽ giảm xuống dưới mục tiêu 120% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2020, đạt mức 117% từ mức 160% hiện nay. Tuy nhiên, trong khi vấn đề tài chính của Hy Lạp đã bớt khẩn cấp, vấn đề của Tây Ban Nha lại trở thành một thách thức mới. Sau khi công bố chính phủ tiền nhiệm đã không đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách của năm 2011, chính quyền mới cho biết sẽ không đáp ứng các mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm nay, theo như thỏa thuận đã đồng ý với Liên minh châu Âu. Theo cam kết, Tây Ban Nha phải cắt giảm thâm hụt xuống đến 4.4% tổng sản lượng quốc nội trong năm nay. Nhưng nay, chính phủ nước này cho biết chỉ nhắm vào mục tiêu là 5.8%, trong khi nền kinh tế đang tiến tới suy thoái. Thâm hụt ngân sách trong năm 2011 là 8.5%, cách xa mục tiêu 6% đã được đặt ra trước đây. Trong một tuyên bố, khu vực đồng Euro cho biết Tây Ban Nha nên phấn đấu cho mục tiêu thâm hụt 5.3% trong năm nay, một cắt giảm nhẹ so với mục tiêu ban đầu, nhưng vẫn tạo áp lực cho Tây Ban Nha. Khu vực đồng Euro rất hài lòng rằng Tây Ban Nha, một nền kinh tế lớn hơn nhiều so với Hy Lạp, cho đến nay đã tránh được sự cần thiết của một gói cứu trợ và hiện nay vẫn chưa để cho các thị trường tài chính thấy có dấu hiệu sa ngã sau khi Athens đã được đưa ra khỏi danh sách vấn đề khẩn cấp, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch khối đồng Euro, nói sự thất bại đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu ngân sách năm 2011 và đòi hỏi một nỗ lực hợp nhất lớn hơn vào năm 2012. Và điều tối cần thiết là chính phủ Tây Ban Nha phải cam kết đáp ứng thời hạn năm 2013 trong việc đưa mức thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP. Madrid đã cam kết sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới còn 3% tổng sản lượng quốc gia vào năm tới, phù hợp với thời hạn cuối cùng đã được các nước đồng ý. Nhưng muốn các yếu tố mức thâm hụt khởi đầu cao hơn và tăng trưởng kinh tế chậm hơn phải được lưu ý đến trong việc xác định đường hướng chính sách cho năm 2012. Quỹ ban châu Âu ước tính nền kinh tế của Tây Ban Nha sẽ giảm 1% trong năm nay sau khi tăng trưởng 0.7% trong năm 2011, một sự điều chỉnh gây thất vọng so với dự báo tăng trưởng 0.7% đã đưa ra trước đây. Một số các quốc gia khác trong khu vực đồng Euro đã cam kết để đáp ứng mục tiêu ngân sách. Bỉ cho biết vào cuối tuần qua đã đạt được các mục tiêu thâm hụt ngân sách và đã cắt giảm chi tiêu thêm gần 2 tỷ euro để đáp ứng mục tiêu. Một hành động có thể tạo thêm áp lực đối với Tây Ban Nha, buộc Madrid thực hiện kế hoạch đã được đồng ý trước đây. Bồ Đào Nha và Hà Lan cũng tuyên bố sẽ đáp ứng được các mục tiêu của mình. Một hiệp ước ổn định và tăng trưởng chặt chẽ hơn đã có hiệu lực trong tháng 12, sẽ phạt tiền các quốc gia trong khu vực đồng Euro như Tây Ban Nha khi để cho mức thâm hụt ngân sách vượt quá giới hạn 3% của tổng sản lượng quốc gia và không đạt được các mục tiêu cắt giảm thâm hụt. Các nhà kinh tế tin rằng quyết liệt cắt giảm thâm hụt có thể dẫn đến thất bại. Họ cho rằng tuy Tây Ban Nha đã thành công trong việc giải quyết được vấn đề chính của mình, đó là thị trường lao động không linh hoạt, nhưng với hậu quả là mức lương thấp hơn, có khả năng sẽ làm suy giảm nhu cầu trong nước nhiều hơn nữa. Liên minh châu Âu yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt trợ cấp cho công ty Boeing. Thông điệp của Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Liên minh châu Âu gửi đến Hoa Kỳ rất là rõ ràng. Ông Karen de Gucht nói rằng Hoa Kỳ phải ngưng việc hỗ trợ tài chính cho nhà sản xuất máy bay Boeing. Ông de Gucht đã phát biểu tại Geneva sau một phán quyết của Hội đồng Quản trị kháng cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Ông nói, Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO, không chỉ bác bỏ lời kháng cáo của Hoa Kỳ, mà Hội đồng Quản trị kháng cáo của tổ chức này đã còn đi xa hơn nữa. Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định rằng, trong quá khứ Hoa Kỳ đã vi phạm tội tài trợ bất hợp pháp cho công ty Boeing trị giá từ 5 đến 6 tỷ Mỹ Kim và trợ cấp bất hợp pháp trong tương lai lên đến hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Hội đồng Quản trị cho biết, các khoản trợ cấp bao gồm một đóng góp ít nhất là 2.6 tỷ Mỹ Kim từ cơ quan không gian NASA. Các tài trợ này đã cho phép Boeing khởi động chiếc máy bay 787 Dreamliner hiện đại của công ty, gây ra những gì mà WTO gọi là tổn hại nghiêm trọng cho đối thủ châu Âu là Airbus. Ông Dugut nói, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Liên minh châu Âu đã bị thiệt hại hàng tỷ euro và đó là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, đã đến lúc Hoa Kỳ ngưng tài trợ bất hợp pháp đang gây cản trở cho sự cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực này và tuân thủ các quy định thương mại quốc tế. Phán quyết này là bước tiến mới nhất trong vụ tranh chấp kéo dài 7 năm đã cho thấy những hành vi bất hợp pháp của cả hai bên. Trong quá khứ, WTO đã phán quyết rằng các chính phủ châu Âu đã trợ cấp bất hợp pháp cho Airbus. Hoa Kỳ hiện đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên minh châu Âu từ 7 cho đến 7 tỷ một năm sau khi thời hạn thi hành phán quyết trong một vụ chống lại Airbus đã qua vào cuối tháng 12. Hành động trả thù của cả hai bên là một khả năng một khi các thủ tục kiện thừa thương mại đã cạn kiệt. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng cuộc tranh cãi này sẽ kết thúc với một thỏa thuận đôi bên. Hôm thứ Ba, Trung Cộng đã bào chữa cho quyết định hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, được sử dụng trong một loạt các sản phẩm năng lượng công nghệ cao và năng lượng sạch, sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu công bố một kế hoạch đưa ra một vụ kiện thương mại mới chống lại quốc gia châu Á khổng lồ này. Các giới chức chính quyền cao cấp của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai đã xác nhận một thông tin của hãng tin AP cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ công bố vào ngày thứ Ba rằng nước ông sẽ yêu cầu Trung Cộng hội đàm về vấn đề này tại Tổ chức Thương mại Thế giới, tức WTO. Bắc Kinh đã bảo vệ cho quyết định hạn chế của mình, nhấn mạnh rằng các biện pháp này không vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu. Tại cuộc họp báo định kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng ông Hồng Lỗi tuyên bố việc khai thác đất hiếm tác động đến môi trường. Vì vậy, để bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên và để thực hiện sự phát triển bền vững, Trung Cộng đang áp dụng một số các chính sách quản lý. Bắc Kinh tin rằng các chính sách này là phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Cộng chiếm khoảng 97% sản lượng của 17 kim loại đất hiếm trên thế giới, là những thành phần rất quan trọng cho việc sản xuất các thiết bị điện tử toàn cầu, cũng như trong ngành quốc phòng và ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Đất hiếm cũng được sử dụng trong một loạt các sản phẩm tiêu dùng, từ iPhone cho đến xe hơi chạy bằng điện. Các con số thống kê cho thấy các nhà lập pháp của chế độ Cộng sản Trung Cộng giàu có hơn nhiều so với các nhà lập pháp của chế độ tư bản Hoa Kỳ. Một nghịch lý lý thuyết. 75 đại biểu giàu có của Trung Quốc Hội Nhân dân Toàn quốc Trung Cộng có một tài sản trị giá 80 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010 so với ít hơn 4 tỷ Mỹ Kim tài sản tổng cộng của 75 thành viên giàu có nhất trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng đây có phải là một sự so sánh công bằng hay không, khi mà hầu hết các doanh nhân giàu có của Trung Cộng đã được mời vào câu lạc bộ quốc hội sau khi họ đã tạo được tài sản hàng triệu Mỹ Kim, chứ không phải trải qua một cuộc bầu cử đầy thách thức giống như ở Hoa Kỳ. Giống như thành viên giàu nhất ông John Quinhu, hay là nhân vật thứ hai ông Lu Kuan-kyu, hay là nhân vật thứ ba ông Wu Yan, xin lỗi quý vị, bà Yu Wan-chun. Xu hướng này đang bắt đầu châm ngòi cho sự tức giận của công chúng Quốc hội Trung Cộng, không có nhiều quyền lực, nhưng họ tụ tập lại với nhau mỗi năm một lần để thảo luận về các vấn đề quốc gia, thì lại là một sự kiện được phô trương long trọng và hào nhoáng. Và là một dịp cho một số các người dân Trung Hoa bày tỏ nỗi thất vọng của họ, nhất là ở trên mạng. Trong phiên họp lần này, những hình ảnh của các đại biểu ăn mặc sang trọng đã được lưu hành trên Weibo, một microblog phổ biến ở tại Trung Cộng. Người thì đeo dây nịt Hermes, người thì mặc áo khoác Burberry. Với tất cả những phô trương sự giàu sang này, Đại hội Quốc hội Nhân dân Toàn quốc của Trung Cộng đã trở thành một biểu tượng của khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng trong xã hội Trung Hoa. Người dân Trung Hoa
tính theo thống kê trên giấy tờ, hiện đang giàu có hơn bao giờ hết, với tổng sản lượng bình quân đầu người là 5.500 Mỹ Kim, tức khoảng gấp 5 lần so với một thập niên trước đây. Tuy nhiên, lạm phát, đặc biệt là mức giá cao ngất trời của bất động sản, làm cho người dân không còn bao nhiêu để chi tiêu, trong khi mạng lưới an sinh xã hội lại yếu kém. Và sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Cộng đang ngày càng gia tăng. Một sự khác biệt giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ là rất nhiều người giàu ở Trung Cộng làm giàu nhờ vào mạng lưới kết nối hoặc hối lộ các quan chức chính phủ, chứ không nhờ vào óc sáng tạo đưa ra những đổi mới. Vì vậy, khoảng cách giàu nghèo tạo ra bởi phương cách bất chính này sẽ dễ dàng dẫn đến sự tức giận của công chúng và đe dọa sự ổn định xã hội của Trung Cộng. Bắc Kinh đang chuẩn bị để sẵn sàng đưa vào quyền lực thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong năm tới. Cả nước đang theo dõi để xem những người này có mang theo một loạt các chính sách mới để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đang phát triển hiện nay hay không. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do bạn biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.